Nước mắt lăn dài trên má Neymar, dưới mái đầu bạch kim và những hình xăm cầu kỳ. Một tay chơi lại trở về là một cậu nhóc vừa tan vỡ giấc mơ tuổi thơ của mình. Ước gì có thể thế chỗ Rodrigo, Neymar chí ít không thấy trống trải như lúc này. Brazil lại dừng chân ở tứ kết trước một đại diện châu Âu, giấc mơ 20 năm lại dang dở. Thế hệ vàng của Seleção sẽ phải chờ thêm 4 năm nữa để được tái chinh phục cúp vàng. Rodrigo chờ được, Anthony chờ được, Vinicius Junior chờ được, nhưng không biết Neymar có chờ được không? Trước ngày bóng lăn ở Qatar, Neymar đã lấp lửng về việc đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, hoặc chí ít là kỳ World Cup cuối cùng mà Neymar vẫn là cầu thủ sáng giá nhất của Brazil. Và vì cái lần sau cuối trong tâm trí này, Neymar đã dốc trọn tâm can. Trước Croatia là một Neymar tuyệt vời. Nếu ai đó vẫn còn chê trách thì chỉ là họ không xem trực tiếp trận đấu này mà thôi. Những gì tinh túy nhất của mình, Neymar đã thi triển trọn vẹn. Giữa một hệ thống dày đặc chướng ngại mà Croatia bày ra, Neymar vẫn khiêu vũ với trái bóng, đảo chân qua người, giật gót, chuyền, sút. Neymar tạo ra niềm cảm hứng lớn khiến hàng vạn khán giả trên sân Education City không có lấy một giây ngồi yên. Bàn thắng ở phút 106 chính là tuyệt tác của Neymar và Brazil. Hai pha bật tường xuyên thẳng vào chỗ dày nhất của hàng thủ Croatia. Neymar lướt trên mặt cỏ, uyển chuyển như một vũ công, lừa bóng qua cả thủ môn Livakovic trước khi dứt điểm hiểm hóc. Vào thời khắc mà người Brazil cần anh nhất, Neymar đã lên tiếng. Nó như bù đắp cho những khoảng thời gian mà vì bất kỳ lý do nào đó, Neymar đã không ở đấy để giúp Seleção. Niềm hân hoan hiện rõ trong màn ăn mừng, Neymar biết bàn thắng này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng Croatia đã kéo ngược Neymar và đồng bào của mình trở lại mặt đất khi Bruno Petkovic ghi bàn gỡ hòa ở phút 117. Brazil đã chơi một giải đấu gần như hoàn hảo, họ nhảy múa trước các khung thành đối thủ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đến loạt sút penalty, bi kịch bắt đầu. Huấn luyện viên Tite để chàng trai 21 tuổi Rodrigo thực hiện quả sút đầu tiên và anh đã không thắng được Livakovic. Ở lượt thứ tư, Marquinhos lại sút hỏng và đó là dấu chấm hết. Neymar ở đâu? Sao anh lại không sút? Neymar đang ở vòng tròn giữa sân chờ tới lượt sút thứ 5 của mình, nhưng nó chẳng bao giờ tới nữa. Giải thích về quyết định để Neymar đá lượt thứ 5, Tite nói. Cú sút thứ 5 là cú sút quyết định, nó áp lực hơn tất cả, vì thế cần giao cho người có tâm lý sẵn sàng. Neymar đúng là đã sẵn sàng, nhưng mọi thứ đóng lại ngay trước mắt anh. Cảm giác bất lực bao trùm, Neymar chỉ có thể khóc. Vì quê hương, anh chẳng bao giờ trốn tránh trách nhiệm. Neymar có thể sống lỗi với Barca, với Paris Saint-Germain, nhưng chưa bao giờ là với Brazil. Vậy nhưng ở cái lần anh muốn gánh vác nhất thì số phận lại không cho phép. Rất nhiều chuyên gia chỉ trích lựa chọn sút luân lưu của Tite, dồn tất cả cho lượt thứ 5 không còn xu hướng thực hiện luân lưu hiện đại. Croatia để Luka Modric sút quả thứ 3. Ở trận tứ kết sau đó, hai đội trưởng Virgil van Dijk và Lionel Messi đều thực hiện lượt sút đầu tiên. Những người này có người thành công, có người thất bại. Nhưng chí ít, họ may mắn hơn Neymar, đến cả cơ hội được sai cũng không có. Tròn hai thập niên trôi qua kể từ lần gần nhất Brazil vô địch World Cup. Năm kỳ World Cup, nhiều lứa cầu thủ tài năng của Seleção được giao nhiệm vụ tái hiện thành công của các đàn anh. Trước khi giải đấu ở Qatar khởi tranh, Dani Alves nói rằng không có quốc gia nào giống như Brazil, nơi họ bắt đầu mỗi kỳ World Cup với mệnh lệnh là phải vô địch. Bóng đá đẹp và những vũ điệu ăn mừng là thứ khiến người ta yêu mến bóng đá Brazil. Trong một thời gian dài, Neymar chính là hiện thân cho vẻ đẹp tưởng như đã mất của bóng đá Brazil. Ronaldo de Lima nói bóng đá luôn cần những pha dê bóng và niềm vui mà chân sút của Paris Saint-Germain mang lại. Trong một thời đại mà bóng đá trở nên công nghiệp hóa và những ngôi sao hàng đầu dường như chơi máy móc hơn, Neymar trở thành đại diện hiếm hoi cho Joga Bonito, niềm tự hào về bóng đá đẹp của người Brazil. Joga Bonito xuất hiện trên đôi chân của Vinicius Junior, Rafinha hay Neymar ở giải đấu lần này. Hàng thủ Croatia đã chơi một trận đấu hay, nhưng họ bất lực trước những pha phối hợp đẹp mắt của Neymar và các đồng đội ở cuối hiệp phụ đầu tiên. Không nhiều đội tuyển quốc gia trên thế giới có thể ghi bàn ở hiệp phụ theo cách ngẫu hứng như Brazil. Và có lẽ chỉ Neymar cùng với các đồng đội của anh đủ kỹ thuật và sự tinh tế để nhảy múa ở quãng thời gian cuối trận như vậy. Khi họ ghi bàn, không nhiều người tin rằng Croatia có thể lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, bàn thắng đẹp của Neymar dường như là khởi đầu cho bi kịch. Các cầu thủ Brazil đã nghĩ gì khi lao 7 cầu thủ lên phần sân đối phương ở một tình huống tấn công trong thời điểm trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc. Seleção đang dẫn 1-0 và họ chỉ cần phòng ngự chặt chẽ là đủ khiến cơ hội của Croatia chấm dứt. Hơn nữa, thập niên Tite dẫn dắt tuyển quốc gia Brazil, chiến lược gia 61 tuổi nhận nhiều chỉ trích vì cách tiếp cận trận đấu quá thực dụng. Nhiều năm qua, Seleção của Tite nổi tiếng với khả năng phòng ngự chặt và chơi bóng theo kiểu châu Âu hơn là trình diễn thứ bóng đá theo kiểu Joga Bonito truyền thống. Trước khi vòng tứ kết World Cup 2022 diễn ra,
Brazil là đội có hàng thủ tốt nhất giải đấu ở khía cạnh để đối thủ tạo ra XG. Họ chơi phản công cực hay và linh hoạt trong các sơ đồ hay chiến thuật. Nhưng vị huấn luyện viên thực dụng hàng đầu của bóng đá Brazil đã không thể ngăn chặn một bàn thua đáng trách từ phản công khi đội hình Seleção dâng cao trong bối cảnh đang dẫn trước đối thủ. Neymar và các đồng đội đang nghĩ gì? Họ phải chăng tin rằng mình có thể ghi thêm bàn thắng vào lưới Croatia để kết liễu đối thủ và khép lại một trận đấu hoàn hảo? Bàn thắng đẹp của Neymar trước đó có lẽ khiến Brazil chủ quan, đó là bi kịch. Người Brazil nhảy múa trong trận đấu với Hàn Quốc gợi cho người ta cảm giác về một đội bóng từng chinh phục thế giới hai thập niên trước. Và có lẽ khi Tite nhảy cùng các học trò trong pha ăn mừng bàn thắng ở vòng 16 đội, huấn luyện viên người Brazil đã không còn giữ được sự thực dụng vốn có. 10 năm trước, một Neymar tuổi teen nhảy múa trên các sân cỏ Brazil được ví như Pele mới. Cậu bé sinh năm 1992 đi đúng lộ trình của một thần tượng bóng đá xứ Samba khi sang Barcelona và chinh phục các danh hiệu. Nhưng những giọt nước mắt của Neymar rơi trên sân Education City vừa qua có thể là chỉ dấu cho một sự nghiệp dang dở. Neymar có thể sẽ không giành quả bóng vàng hay giúp nền bóng đá vô địch World Cup. Ở tuổi 30, Neymar hoàn toàn có thể dự một kỳ World Cup nữa. Nhưng bản thân tiền đạo Paris Saint-Germain trước giải đã úp mở về khả năng chia tay tuyển quốc gia sau kỳ World Cup năm nay. Neymar nói rằng nhiều thời điểm anh thật sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Năm 17 tuổi, anh chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên và nhận kỳ vọng của cả nền bóng đá. Những chấn thương hành hạ Neymar trong nhiều năm qua, áp lực cùng những chỉ trích từ chính người hâm mộ Brazil cũng khiến cho mọi thứ với tiền đạo này thêm khó khăn hơn. Anh đã làm được và tỏa sáng ở giải đấu trên đất Qatar, nhưng có lẽ chỉ một mình Neymar là không đủ. Thứ bóng đá đẹp mà người Brazil nghĩ rằng họ có thể trình diễn tại World Cup 2022, hóa ngây thơ trước Croatia. Hoặc cũng có thể đó đơn giản là sự nghiệt ngã của bóng đá.